Khi nào bạn thực sự hạnh phúc? Đối với nhiều người, đó là lúc không phải giấu giếm những cảm xúc thật sự của mình, không phải lựa lời mà nói cho đẹp lòng người lạ, không phải lên gân làm ra vẻ trước đám đông. Đó là lúc những người bạn chuyện trò chân thành. Cả một đời, có bao nhiêu lần con người ta dám nói thật những suy nghĩ của mình? Hãy nhìn những người sống thật, họ luôn hạnh phúc và vui vẻ. Tại sao ta không tìm đến những người bạn có thể nói chuyện một cách chân thành? Phải, tôi có một người bạn như thế. Là chủ tiệc trong chương trình Nói ra đừng sợ, điều tôi tìm kiếm ở những nhà hàng nơi tôi đến không chỉ là một món ăn ngon hay một không gian sang trọng. Một nhà hàng đẳng cấp phải là nơi mang đến cho ta những trải nghiệm mới mẻ và kích thích trí tưởng tượng của ta khám phá. Và Lý Club là một trong số ít các nhà hàng làm được điều đó. Có thể nói, Lý Club là tổng hòa của những điều tưởng như là trái ngược, nhưng hóa ra lại rất hài hòa và duyên dáng. Từ các họa tiết hoa cúc được cách điệu cho tới bộ sưu tập gương mặt nàng Lina Cavalieri của danh họa Piero Fornasetti. Từ các loại rượu vang hảo hạng cho đến sự kết hợp khéo léo giữa cái tinh tế thanh lịch của ẩm thực phương Đông với sự nồng nàn quyến rũ của phương Tây. Tất cả những điều đó tạo nên cho một bữa tiệc thịnh soạn không chỉ cho cơ thể mà cả trí óc của tôi. Bạn đồng hành của tôi hôm nay là doanh nhân Lê Kiên Thành. Đã có nhiều lời đồn đoán về sự thành công của anh, nhưng tôi nghĩ thành công lớn nhất của anh chính là đã dám ước mơ và theo đuổi ước mơ của mình. Albert Einstein có một câu nói nổi tiếng rằng: Logic sẽ đưa ta từ A tới B, còn trí tưởng tượng sẽ đưa ta tới bất cứ đâu. Và nếu bạn còn chút nào nghi ngờ về chân lý đó, hãy tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi tại Lý Club và bạn sẽ hiểu. Nhưng mà anh cũng nói anh cũng thuộc trong top 10.000 người giàu, đúng không? 10.000 người là hình như là mình không nghĩ, mình hơi lỡ lời. Mình nghĩ là chắc là trong 100.000. Thì đúng hơn. Cái hồi mà mình vừa mới giải phóng xong, cái thời đấy mình, cả đất nước mình trải qua cái giai đoạn nó rất là khó khăn. Thì cái lúc đó cái cuộc sống của anh như thế nào? Anh có bị ảnh hưởng nhiều lắm bởi cái sự khó khăn của xã hội? Mình thì mình cảm nhận được cái khó khăn đó. Mình biết rằng là cái khó khăn của mình ấy, có lẽ so với mọi người khác thì không bằng. Nhưng mà khi mình nói cái khó khăn của mình ra thì nhiều người lại ngạc nhiên. Chẳng nhẽ cậu mà cũng khó như thế à? Cái hồi sau giải phóng xong, hồi đó là mình đang phục vụ trong quân đội ở Viện Kỹ thuật Không quân. Thì khi cưới vợ đẻ con xong ấy, mình nhớ là cứ mỗi lần bộ đội được một năm để phát bộ quân phục mới, thì mình cứ nhìn mãi cái bộ quân phục của mình, bảo là không biết cô mặc cố được một năm nữa không? Nếu mà mặc được một năm nữa thì mình sẽ mang bán cái bộ đồ mà mới được phát ấy, để mua sữa cho con. Mà những anh em mà ở trong đơn vị cùng mình thì nó thấy được điều đó và nó cảm thấy chuyện đó rất là tự nhiên. Thế nhưng ở người ngoài khi nghe mình nói chuyện đó theo bảo là sao lại thế mà lúc đó là mình đang ở chung trong gia đình với ông bố mình, và một cái cũng đi mang cặp lồng cơm đi ăn cùng với mọi người, mở ra cái cặp lồng ấy cũng như mọi người, mà còn không bằng một số người mà nhà họ lại ở những cái vùng quê, xong rồi câu được con cá thì thức ăn nó lại còn có cái gì. Bọn mình hồi đó có một cái thói quen chung là mở cái cặp lồng cơm ra ăn chung nhau, cứ để cái thứ ăn chung nhau và không phải là mình giả vờ như vậy đâu, mà thực tế là như vậy. Hồi đó mình là thượng úy, mình nhớ là tiêu chuẩn thịt đường của mình là cao thứ nhì ở nhà sau mỗi ông già. Ông bố mình ấy, mình nhớ là được 2 kg đường một tháng, thì mình được một tiêu chuẩn của tổng bí thư đấy. Tiêu chuẩn của tổng bí thư thì mình được 1,5 kg. Mình là người có nhiều gạo nhất trong gia đình, hơn cả ông già mình, là mình có đội được 21 cân.
Ông già được 13 cân. Ông phần thịt thì ông được 2 kg, mình được 1 kg rưỡi, đường mình được 1 kg rưỡi, hình như ông được 2 kg. Còn tất cả các anh chị trong nhà toàn nửa lại nửa kg. Ngày xưa cái chế độ bình quân ai cũng được chia đều, nó không có phân công theo cái trách nhiệm xã hội hay. Thực ra thì mình hiểu là như thế này này, tức là trong cái hoàn cảnh đấy ấy, trong hoàn cảnh khó khăn chung như thế ấy, thì có lẽ là làm khác đi cũng không được, không phải là bình quân đâu, nhưng mà bây giờ mình cứ hình dung ra là có lẽ hiếm một cái nước nào trên thế giới mà chịu một cái khoảng chiến tranh lâu dài đến như đất nước mình, hiếm lắm. Mà hiếm một đất nước nào họ có thể đánh lẫn nhau, thế nhưng mà một cái đất nước mà liên luôn chịu phải đánh nhau với những cái thế lực là gần như lớn nhất thế giới, hết Pháp, Nhật lại đến Mỹ, thì cái khó khăn như nước mình là dễ hiểu, là hiểu được. Còn một phần nữa là cái hiểu về công bằng của mình ấy, nó cũng hơi đơn sơ như nghe em hỏi. Anh còn nhớ hồi đầu tiên ấy, khi mà ông già anh mới ra ngoài Bắc để làm tổng bí thư ấy, ở trong cái nhà mà người ta chỉ cho mỗi phòng của ông có quạt ấy, còn mang gỡ hết quạt của phòng khác đi. Thì ông bảo là tôi ở tù quen, chịu nóng quen rồi, các anh mang cái quạt của tôi lắp sang cho trẻ con. Cái điều đó là mình hơi ngạc nhiên, tức là hồi đó người ta cho rằng là như có thể họ có lý nào đó mình không hiểu, tức là thì anh làm như thế thì anh có quyền có quạt, con anh thì không nên. Trong khi mọi người chẳng có, tại sao con anh có? Có thể thế chăng? Thế nhưng mà cái điều đó nó hiểu nó hơi đơn sơ, nó hơi máy móc, mình hiểu như vậy. Sau này thì nó cũng đỡ đi, nhưng mà khi mà nói ra cái chuyện đấy, mình cho là không phải ở bên ngoài hiểu hết được những chuyện như vậy, nhưng mà cái đó là có thật. Cái đó là do vừa khó khăn mà cũng cả vừa cái thái độ, vừa trình độ. Cái hồi mà anh tình nguyện gia nhập quân đội nó thì lúc đó có phải là anh cũng có cái ý định đi theo con đường chính trị không? Không, hồi đấy thì đơn giản lắm, hồi đấy là vì cả nước đang chiến tranh và những thanh niên nào nói chung khỏe mạnh là đi bộ đội. Cái điều đó là đương nhiên. Mình đi bộ đội năm 72 là cái năm mà đánh nhau ác liệt nhất. Lần đầu tiên mình lấy cả sinh viên đại học và học sinh lớp 10, tức là lớp 12 ở đó, mà chớm vào tuổi 17 để đi bộ đội. Hồi đó có chiến trường Nam Lào, chiến trường Chị Thiên, căng thẳng. 72 thì đang căng lắm. Cho nên là cái chuyện mình nhớ hồi đó là hồi mình mới 16 tuổi thôi, nhưng mà trong lớp mình có nhiều đứa 17 tuổi đi bộ đội. Thì mình mới về mình xin ông già bảo cho con đi. Thì ông có nói một cái điều này, cái suy nghĩ mãi mà con đến tuổi hẹn đi, tức là đủ 17 tuổi hẹn đi, 16 tuổi con nó vào con là gánh nặng cho người ta. Tức là mình có thể không nghĩ mình có thể không mang được ba lô. Ông không bảo là không đi đâu. Ông bảo là ở cái tuổi này người ta đã tính rồi, nhưng mà nhỏ quá, mà nhất là con vào con làm phiền. Có lẽ cụ nói đúng. Có lẽ đúng. Thế thì nhưng mà đến cuối năm lớp 10 là mình đi. Cuối năm đó là mình chỉ cũng chớm vào 17 tuổi rồi. Thì đi như hồi đó là vì có một đợt người ta vào trường người ta tuyển phi công. Thế
thì bọn mình có mấy người là trúng tuyển hay không? Thế thì là đến cuối năm lớp 10 là thi xong là đi luôn. Tức là anh nhập ngũ là vào binh chủng không quân ngay. Quân ngay. Và thì lúc anh được đào tạo không quân tại tại Việt Nam hay là thời gian nước ngoài, tại Nga đúng không? Mình có một thời gian gọi là dự bị ở Việt Nam, tức là đóng quân ở Bình Đà, xong rồi là tập luyện rồi cái nọ học tiếng Nga, xong đó thì sang hồi mình nhớ là hồi tháng 9 năm 72 thì bọn tháng 6 mình nhập ngũ thì tháng 9 đi sang Nga luôn. Yeah. Thì anh có kịp về để tham chiến một lần không, nào anh có bay không? Tức là mình cái số của mình nó không may nào, tức là những cái gì mà mình cứ mong muốn đạt được thì nó gần như đấy không nào. Tức là mình sang Nga học một năm thì người ta lại chuyển sang học về kỹ thuật hàng không, tức là không học lái nữa. Thế thì lại chuyển từ cái trường học lái máy bay lên một cái học viện ở trên Moscow, là học viện không quân Zhukovsky, rất là nổi tiếng. Học ở đấy thì nhưng mà cái lứa của mình ấy, lứa mà anh em đi học lái máy bay mình ấy thì tốt nghiệp là năm 76 thì lúc ấy chiến tranh đâu. Đi 72 về năm 76 thì nó hết rồi. Thì sau đó hình như còn một vài anh là có tham gia một ít ở chiến Campuchia năm 1979. Nhưng mà chính vì thế cho nên là anh mới có cái cơ hội mà tham gia vào cái việc chế tạo máy bay đầu tiên của Việt Nam nhé. Thì đó là sau cái đó mình học viện về thì làm công tác ở cục kỹ thuật, xong đó ra viện kỹ thuật không quân thì hồi đó mặc dù là kinh tế khó khăn lắm ấy, nhưng mà tại sao hồi đó có một cái ý chí lớn đó, tức là chúng ta phải hiểu sâu về cái kỹ thuật này. Thì mới thành lập ra một cái nhóm là để nghiên cứu chế thử máy bay của bên mình. Thì được một cái ông Việt Kiều ở bên Pháp về giúp. Và chúng mình từ hồi đó, tức là về năm từ 77 cho đến năm 81 thì bay thử thành công cái máy bay đầu tiên. Thế xong đến cái thứ hai thì mình chuyển ngành. Cái hồi đó ta đã bay thử rồi thì vì sao mà không chế tạo anh, không sản xuất? Chắc cái điều khó nhất là vấn đề kinh tế. Kinh tế. Hồi đó đầu tư cho việc mà sản xuất chế tạo máy bay khó lắm. Hồi đó bọn mình nhớ là đi bay thử trên sân bay Hòa Lạc mà vẫn còn ăn bo. Ăn thì lấy tiền đâu ra mà sản xuất máy bay nữa. thì nhưng cái khát vọng mà muốn để hiểu sâu về kỹ thuật này ấy, thì rất đáng trân trọng. Bởi vì để anh hiểu nó thì để anh sử dụng nó cũng tốt, chứ không phải là để anh chế tạo nó ra được cái gì mình nghĩ đấy. Cho nên là và kể cả anh không chế tạo nguyên chiếc, nếu anh chia tạo từng bộ phận để trong trường mực cần thiết nào đó mình có những cái nào loại kia thay thế chẳng hạn rất là tốt. Cho nên ấy, là cái thời đó cái viện kỹ thuật không quân bọn mình là nhiều cái mà người ta làm rất là hay. Ví dụ có những anh có những cái đề tài là lắp bom trên máy bay vận tải của Mỹ, xong rồi để đi ném bom ở bên Campuchia. Thì đấy là mình tự hết đấy. Rồi cái ông mà chủ nhiệm đề tài của mình ấy, thì ông ấy, trong quá trình đánh nhau với Mỹ là ông có rất nhiều cái cải tiến đối với những máy bay mình có, như là lắp dù giảm tốc cho máy bay MiG-17 chẳng hạn, để đi để cái đường băng nó ngắn lại để mà có thể ném bom tàu chiến Mỹ. Tất cả những cái đó là nếu như mà mình không có cái ý chí cứ ỉ lại là thôi họ cho cái gì dùng cái đấy thì mình không làm được. Cái chiếc máy bay mà các anh chế tạo cái hồi đó là máy bay chiến đấu, máy bay bọn mình là định làm là máy bay là
trinh sát huấn luyện, chị máy bay 4 chỗ cánh quạt theo một cái mô típ của Pháp, thì để ví dụ như để huấn luyện phi công sơ cấp, rồi để trinh sát đấy, rồi cũng nghiên cứu có thể lắp cả tên lửa lên cái thứ để hay súng để tập đại khái. Thì thực ra là cứ khi mà sản xuất ra được một cái sản phẩm như thế, chắc là lúc đấy các anh cũng rất là tự hào. Thì cái việc sau này bây giờ ví dụ như đất nước mình bây giờ cũng đã vượt ra khỏi cái giới hạn của nước nghèo rồi, bắt đầu cũng có khả năng kinh tế, thì cái vấn đề đó thì liệu chúng ta có đặt lại? Mình nghĩ là nên. Tại sao trong cái lúc khó khăn nhất mà chúng ta đã dám nghĩ đến cái đó thì tại sao bây giờ chúng ta lại không dám nghĩ? Em nghĩ là bây giờ chắc là mình nên khởi động lại cái dự án nào, đúng không? Mình nghĩ thế. Còn về sau này lâu lâu có quay lại thăm các anh em ở Viện Kỹ thuật Không quân ấy, thì mình hiểu là ở đấy họ những cái chương trình mà chế tạo máy bay lớn như kiểu như vậy không còn nữa, chỉ có những cái mảng gì đó đấy, còn nhưng mà những lúc như bây giờ mà có điều kiện như bây giờ mà không có cái ý tưởng đó là hơi phí. Hơi phí rồi, chắc chắn là số lượng kỹ thuật rồi chuyên gia của mình được đi đào tạo sẽ bây giờ nhiều hơn hồi đó nhiều lần. Thực ra là mình cũng ra khỏi bộ đội cũng khoảng gần 30 năm rồi, gần 20 năm rồi, nên là không biết được về bên trong họ như thế nào, hay là bây giờ mình phải tự đào tạo như thế nào. Hồi đó là cái việc cử đi ra học nước ngoài là tương đối dễ, vì các nước khác như học hàng không thì học ở bên Nga, bên Tiệp, bên Ba Lan, và phần lớn là nằm trong cái tiền viện trợ ấy. Còn bây giờ mình để cho một đứa con đi học thì mình hiểu là chắc để học một cái ngành như thế không đủ tiền. Nếu mà bỏ tiền bây giờ phải bỏ tiền túi nào. Giờ các nước là họ không cho mình nữa. Mà bỏ tiền túi thì nặng lắm. Nặng lắm. Học kỹ thuật là cái ngành mà kinh phí lớn nhất. Chứ còn học quản trị, kinh doanh rồi tất cả những cái thì có lẽ là mà một năm đã lên 40-50 nghìn đô rồi thì cái kia mình nghĩ là nhiều hơn. Lê Kiên Thành là một doanh nhân thành đạt, mặc dù ông không thừa nhận điều đó. Có điều đáng nói là sự thành đạt của ông không đến từ một vai trò hết sức đặc biệt là con trai của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Sự thành đạt của ông sẽ còn tốt hơn rất nhiều nếu ông chấp nhận sống khác, làm khác ở một số ngõ rẽ của cuộc đời. Dẫu sao, ông vẫn hài lòng với những quyết định của mình. Cảm ơn quý vị đã xem Nói ra đừng sợ. Hẹn gặp lại quý vị lần sau.